Và đây là một cặp bao tay cũng là của Racing Boy luôn. Đó, đây. Và đây. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. Ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu xe của thằng em trong team mình, đó chiếc R15V3 đã độ full Racing Boy. Thì độ Racing Boy đây là độ cái gì? Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn tổng quát ra chiếc xe này một chút. Chiếc R15V3 này em mình thấy nó đi bujin đó anh em, bujin và lọc gió trụ, chứ nó không có đi bộ độ. Thì dạo này công an ở đây nó cũng gắt lắm. Thì nó độ những cái món đồ chơi cơ bản cho xe như là chống đổ, bát biển số, đèn chở sáng. Dán carbon và đã thay một bộ nhôm sinh dĩa Predator CNDD vàng cho chiếc xe. Đây là những cái cơ bản ha. Đặc biệt là em đã lên một cái vỏ sau, đó là chính là cái lớp Pirelli Rosso Sport. Đây là cái dòng lớp mà mình đã khuyên anh em nên lên cho chiếc R15V3. Và đây là những dòng lớp giá rẻ và cao su có độ bám đường rất là tốt. Đây là size 150 anh em. Anh em nhìn size 150 nè. Đó, mình nghĩ R15V3 lên size 150 là chuẩn rồi. Với mâm 4 minh zin của R15V3 thì anh em chỉ lên size 150 thôi. Và anh em nhìn nè, không hề cả cấn bất cứ cái gì hết. Và đây là cái khu vực lái của chiếc R15V3. Em đã độ full Racing Boy anh em. Đây là cùm tay côn Racing Boy chính hãng nha. Còn bên đây là cùm tay thắng cũng của Racing Boy và cũng là hàng chính hãng luôn nha anh em. Và bình dầu độ nè. Và đây là một cặp bao tay cũng là của Racing Boy luôn. Đó, đây. Và đây. Thì khi mà anh em đổ xe anh em, thì anh em nên chơi những cái món đồ có tính an toàn đặc biệt quan trọng, như là tay côn, tay thắng là nên dùng hàng chính hãng. Anh em đừng nên dùng những cái loại hàng mà fake hay là hàng rep. Nếu mà rep chất lượng cao thì vẫn ok, vẫn được. Còn nếu như mà anh em dùng những cái loại mà hàng fake ấy thì nó rất là nguy hiểm. Vì đây là những cái cơ bản nhất cho xe. Nếu như anh em dùng cái tay phanh mà phát đi, thì lỡ mà khi phanh nó có bị kẹt hay nó bị gãy hay nó bị bất kỳ cái vấn đề gì mà khi chúng ta đang sử dụng ở đang chạy ở vận tốc rất là cao, thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho anh em. Vì vậy mình khuyên anh em nên lên cùm tay côn chính hãng sẽ là tốt nhất. Và cái cùm tay côn Racing Boy này ấy, giá nó cũng rất là mềm. Một cặp này đâu trên dưới cũng khoảng 1 triệu thôi. Và nó đem lại cái cảm giác bóp rất là đã luôn anh em. Cái này mình có thể bóp được bằng một ngón tay. Đây, đó. Một ngón tay nè, một ngón tay mình có thể bóp được luôn. Nó nhẹ hơn zin rất là nhiều luôn anh em. Khi mà mình thay cái cùm tay côn này nè, thì nó sẽ đem lại cho chúng ta cái trải nghiệm chạy xe rất là đã. Chỉ cần bóp nhẹ một ngón nè. Đó, một ngón. Và cái cùm tay côn này cũng có thể tăng chỉnh được nha anh em. Tăng chỉnh độ nặng nhẹ. Rồi, tiếp theo là sang cái phần tay phanh bên đây. Thì đây là tay phanh chính hãng của Racing Boy luôn. Cái này mình nhớ không lầm là khoảng 500 mấy á. Thì khi lên cái tay phanh này ấy,
nó sẽ cho chúng ta cái độ bóp nhã rất là mượt và có thể tăng chỉnh được bằng ốc tăng chỉnh ở đây. Và chúng ta sẽ có một bình dầu nhìn cũng rất là đẹp. So với bình dầu zin thì khi mà lên cái bình dầu thì nhìn xe nó, nhìn cái đồng hồ, nhìn cái bộ lái rất là đã luôn. Và đi kèm với cái cụm này thì thằng em mình nó cũng đã lên một cái dây dầu Adeline màu đỏ, giúp cho dầu được bơm tốt hơn và nhìn cái xe nó nổi bật với tông màu đỏ đen hơn. Đây là dây dầu Adeline đấy các bạn. Có nghĩa là thằng em mình nó đã độ cái cụm Racing Boy và nó đã độ lại dây dầu luôn. Đây. À, dây dầu đi xuống con heo này. Và ở phía sau, phanh sau thì em nó cũng độ một cái dây dầu luôn, là dây dầu Adeline đó anh em. Đi vào con heo. Thì cái dây dầu này nó sẽ thứ nhất là về thẩm mỹ này, anh em nhìn vào đó thấy là đẹp rồi nè. Cái thứ hai nữa là nó sẽ đảm bảo được cái độ bơm dầu tốt hơn so với zin. Đồ độ cao cấp mà lúc nào thì nó cũng phải tốt hơn zin rồi. Và giá của cái bộ dây dầu này nó cũng chẳng là bao nhiêu hết. Nhưng mà mình chơi đồ chính hãng thì cái khả năng an toàn của mình nó sẽ tốt hơn. Và đây là bình dầu sao thì em mình nó cũng độ là một cái bình dầu khác. Cái bình dầu này á là nó đi kèm với cái combo là bộ tay thắng Racing Boy. Nhưng mà để trên thì không đẹp nên em mình nó thay là cái bình dầu khác, và bình dầu tay thắng Racing Boy hay đem xuống đây. Rồi sang em mình thì chỉ cơ bản như vậy thôi. Và mình sẽ chạy và cảm nhận thử cho anh em xem cái cùm tay lái Racing Boy này nó sẽ hoạt động như thế nào nhé. Ok, và mình sẽ test một vòng bộ tay côn tay thắng Racing Boy này để xem cái trải nghiệm của nó đem lại là như thế nào. Nào go. Các bạn có nghe từ cái tiếng lọc gió không? Nghe tiếng lọc gió trụ đấy. Côn rất là nhẹ luôn anh em. Nè, mình có thể bóp bằng một tay và vô số nè.